Bây giờ đây Phật nói tới hai hạnh. Trong này có một cái hạnh gọi là hạnh lợi tha, hạnh tự lợi và hạnh lợi tha. Chữ hạnh là gì? Hạnh là cái action, hạnh là cái cách sống. Ví dụ như người đó sống đức hạnh, cho nên người nữ, người xưa theo quan niệm người xưa là người nữ phải có bốn đức, trong đó có công, ngôn, dung, hạnh. Công là thủ công khéo léo nấu nướng, ngôn là lời nói, dung là cái đẹp, mà hạnh là cách sống. Như vậy thì trong Phật Pháp đó, tất cả những việc gì chúng ta đều là cái hạnh hết. Cho nên chúng ta mới có Đức Bồ Tát biểu tượng cho tất cả mọi việc làm đó là Bồ Tát Đại Hạnh. Làm mà không có câu nệ, không có phiền hà, tôi vậy mà đi câu xe cho ổng hả? Thì cái này là bị kẹt. Thành thử ra người mình thật là to, mình thật là cao, nhưng mình vẫn làm được chuyện nhỏ, cái này mới gọi là đại hạnh. Như vậy chữ đại ở đây nó không có nghĩa là cái ầm, không phải là cái lớn, cái size, mà cái đại ở đây là cái gì? Tâm lượng. Đó, cho nên quý vị nhớ khi nào mình đọc trong kinh mà thấy những chữ đại này đại kia đó là nhớ, ví dụ như nói đại Bồ Tát, đâu phải gì đó 8 thước, 9 thước, 10 thước kêu đại đâu. Đó, đại là lớn là đúng, nhưng mà cái đại ở đây muốn nói là cái tâm của mình, cái tâm lượng của mình, cho nên là đại đại Bồ Tát. Tiếng Phạn gọi là Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì chữ Ma Ha Tát nghĩa là gì? Nghĩa là lớn, là cái vị Bồ Tát này là viên mãn tất cả các cái hạnh của họ. Cho nên ở đây là chữ, nhớ là chữ hạnh là vậy đó. Thì trong cuộc đời tu tập của chúng ta, hay nói gọn lại là trong cuộc sống hàng ngày của mình, đừng có chỉ tự lợi không, mà phải lợi cho người khác nữa, gọi là lợi tha. Tự lợi là lợi mình, lợi tha là lợi cho người. Ví dụ như mình có cái đó ngon là mình tự mình ăn và tự lợi rồi, nhưng mà chia sẻ với người khác là lợi tha. Ở trong các cái khóa tu hay là những ngày tu học, có những vị người ta hy sinh ở nhà nấu nướng đem lên cúng cho đại chúng ăn. Có những vị ở xa không có tới được, gửi tịnh tài về nhờ thầy lo dùng một bữa cơm cho đại chúng. Đó là những cái hạnh lợi tha, tức là người ta. Rồi bây giờ mình ở đây nè, giống như là bên Turkey, là bên gì, Thổ Nhĩ Kỳ động đất, Pháp Hòa không có dám mà chính thức kêu gọi, tại vì sợ bị bị dính chưởng nữa. Hôm nay cả suốt 2 tuần lễ nay, mỗi ngày Pháp Hòa nhận khoảng 10 cái email vậy đó, rồi phải trả lời từng cái mail vậy đó. Thầy ơi, thầy bán thuốc đau nhức mà sao con đưa tiền mà thầy chưa đưa thuốc. Chết chưa. Rồi thầy giới thiệu cho ông bác sĩ Tuấn, ông cố vấn cho con mà sao giờ con nhắn tin ông trả lời, vân vân. Rồi chụp hết những cái hình, có hình Pháp Hòa trên Facebook đàng hoàng quảng cáo thuốc đủ thứ. Bây giờ Pháp Hòa mà nói cái gì ra kêu gọi, cho nên quý vị có ủng hộ cho thư kỳ chùa mình có nhận. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thông báo vậy đó, rồi quý vị có muốn ủng hộ thì gửi, chứ bây giờ không dám ra một cái văn bản gì hết. Họ copy rồi họ làm đủ thứ hết. Mỗi một ngày là Pháp Hòa phải trả lời chừng vài cái mail vậy đó. Rồi có nhiều vị sau khi Pháp Hòa trả lời lại rồi thì bắt đầu mới chụp hết những cái đối thoại giữa hai bên, giữa thầy Pháp Hòa giả mà nói rất là bài bản. Rồi quảng cáo là Pháp Hòa đã bị tiểu đường nhiều năm nay không có hết, nhân một dịp đi về Việt Nam uống thuốc tiểu đường này hết, rồi bây giờ quảng cáo thôi giới thiệu cho đại chúng, rồi mình cứ phải trả lời như vậy. Cho nên mình có lợi tha nhưng mà bây giờ phải ứng thân sao đây, chứ còn không dám ứng trên Facebook. Pháp Hòa chỉ mới có nói là mình đang làm cái việc đó, cái là ở dưới nó cắt hết mấy cái khúc ở vào dán cái khúc nè. Quý vị gửi tài chánh về Việt Nam, ai ở bên Á Đông gửi về đó, vân vân.
Cho nên cẩn thận vậy thôi. Pháp Hòa nói là quý vị nào mà có nghe Pháp Hòa nói nhiều thì chắc chắn biết là Pháp Hòa không, mình không có kêu gọi cái gì, không có bán thuốc gì hết á, không? Nhưng có những vị mà người ta chưa bao giờ người ta nghe mấy cái đó thì người ta rất là tin cái đó. Thật sự là tội, bệnh quá cho nên nghe ai quảng cáo, mà nhất là thầy quảng cáo nữa, là phải chắc chắn phải hết bệnh thôi. Hôm tuần rồi có một em đi đến đây, sau cái buổi pháp thoại em ở xa, ở Calgary lên, lên tới cái phone cho Pháp Hòa nói chuyện với mẹ. Mẹ vừa nghe tiếng qua khóc bù lu bù lo, con mừng quá thầy ơi, nhưng mà hôm qua con bị thầy gạt hết 500 ngàn. Thầy gọi phone, thầy kêu gọi kêu 1 triệu mà con cúng 500 ngàn thôi. Nói vậy tốt rồi đó, đứa còn 500 ngàn đưa đây. Và lại chúng nhớ hai cái hạnh ha, lại nữa hai hạnh: tự lợi, lợi tha. Chữ tha là người, tha là người. Tự lợi, lợi mình. Tự tha, lợi tha là người khác. Tự lợi, lợi tha của các đức Phật đã đạt đến chỗ cùng tận rốt ráo. Chữ rốt ráo chúng ta gọi là cứu cánh, là viên mãn đó. Tức là cái hạnh tự lợi cho mình và lợi cho người của các đức Phật đến cái chỗ viên mãn, tột cùng rốt ráo. Lợi ích chính mình là pháp như như, lợi ích người là trí như như. Cuộc sống của chúng ta lợi người, lợi mình. Và trong khi mình lợi như vậy đó, trong khi mình làm cái việc đó, nó có hai phần. Một á, là pháp như pháp, một cái gọi là như trí. Mình làm một cái việc đó là như pháp, nhưng mà cái pháp đó phải có cái trí để mình biết cái pháp đó phải thực hiện như thế nào. Cho nên đấy, lợi ích chính mình là pháp, hay là lý đó, lý pháp như như, lợi ích người là trí như như. Cái lợi ích cho mình là chuyện đương nhiên, phải không? Ví dụ như mình đói mình phải ăn, mình lúc nào mình cũng làm cho mình được ấm no, được đầy đủ, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mình có cái tuệ, mình có cái trí, mình muốn giúp người, mà trong khi giúp người cũng phải có trí. Cho nên ở đây nó là lợi ích cho người là trí như như. Giúp người mà không biết cách giúp là thành ra hại. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó người ta bệnh, mình không biết ta bệnh gì, cứ lấy thuốc đưa đại là tôi giúp người ta mà, nhưng mà đưa không trúng thuốc là khổ người ta. Cho nên lợi ích người phải có trí như như. Đức Phật từ việc tự lợi, lợi tha, tự nhiên thành tựu vô biên tác dụng. Đức Phật á, từ mỗi một cái việc tự lợi, lợi tha, cho nên á, Ngài thành tựu được tất cả vô biên tác dụng là gì? Tất cả những gì Ngài làm đều thành tựu được hết. Tại vì sao? Ngài có pháp, có trí. Tức là có phương pháp và có trí tuệ. Cho nên phân biệt tất cả pháp Phật cũng vô lượng vô biên sai biệt. Thí như y nơi vọng tưởng suy nghĩ mà nói phiền não, các loại nghiệp dụng, các loại quả báo. Bây giờ á, do chúng ta có suy nghĩ, gọi là vọng tưởng đó, mà cũng tùy theo đó mà nói gì. Nói có phiền não, có nghiệp dụng. Chứ còn thật ra mỗi một cái việc người ta làm là người ta có cái nghĩ của người ta, nhưng mà tại nó trịch cái ý mình, nó trật cái ý mình thì mình cho nó là phiền não. Cho nên cái phiền não đó ở nơi, y nơi vọng tưởng suy nghĩ, tại mình vọng tưởng mình suy nghĩ mà nói có phiền não. Vậy thì phiền não là do cái gì mà nói? Do mình suy nghĩ sai lệch thôi, chứ việc nó, sự việc nó đâu có gì đâu. Các loại nghiệp dụng, các loại quả báo, có phiền não, có nghiệp, có quả báo. Như vậy y cứ nơi pháp như như và trí như như mà nói Phật pháp. Có pháp độc giác, có pháp thanh văn. Tức là Phật có lý, có trí, rồi tùy theo phiền não của mình, tùy theo nghiệp báo của mình, tùy theo những cái nghiệp dụng của mình, mà Đức Phật có phân biệt mà nói cái pháp cho mình nghe. Giống như là pháp độc giác, pháp thanh văn. Pháp độc giác là pháp gì?
Độc giác là một quả vị tu chứng. Khi người đó quán những cái nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên, người nào mà quán được nhân duyên và thống thấu được nhân duyên, tự mình giác ngộ, cái đó gọi là độc giác. Chữ độc này là đơn độc. Tự mình giác ngộ gọi là độc giác, mà tiếng Phạn gọi là bích chi Phật. Rồi, các pháp thanh văn. Thanh văn là gì? Là các vị này nghe pháp mà tư duy, mà tu tập, nhất là pháp tứ đế. Đây là những cái danh từ rất là quen thuộc trong kinh. Đoạn kinh này khó nha đại chúng. Nãy giờ nhìn thấy cái bộ mù mờ, không biết đang nói gì, phải không? Đây quý vị đã nghe lại câu này ha. Như vậy y cứ nơi pháp như như và trí như như mà nói pháp Phật, pháp, các pháp độc giác, các pháp thanh văn. Tại vì sao? Tại vì mình có những cái phiền não, có những cái nghiệp, có những cái quả, cho nên giờ Phật cũng phải dựa theo pháp, Phật pháp và lý trí, trí tuệ để nói cho mình nghe có pháp này pháp kia. Ví dụ như là pháp độc giác, pháp thanh văn. Nếu khéo y cứ nơi pháp như như và trí như như thì các pháp Phật tự nhiên thành tựu. Nếu mà mình khéo y nơi cái pháp và cái trí mà nói thì mọi việc nó bình an vậy đó. Nó như nó là các pháp Phật tự nhiên thành tựu. Vừa rồi có một cái em đó, nó thương một cái người đó, nhưng mà mẹ không có cho. Thì khi đó em bị buồn đó, tại vì nó không có đủ cái sức mạnh để nó chịu đựng được những cái cản ngăn của gia đình, thì nó đi tới cái trầm cảm. Thì lúc đó thì người mẹ hối hận, thấy được rằng là mình, tại sao mình lại như vậy, thấy không? Thành thử ra rõ ràng á, tại vì mình á, thấy đứa con mình nó quen với người này là sai. Ví dụ bây giờ một đứa con nít 15, ví dụ bây giờ một đứa con nít 15 tuổi đi, bắt buộc là nó phải quen với một số bạn cỡ tuổi nó hoặc là lớn hơn. Rồi nó sinh hoạt, đi học, bạn bè, nó phải quen biết bạn bè, và có thể nó tập hút thuốc, nó tập chơi xì ke ma túy. Mình phải hiểu cái pháp đó như vậy. Cuộc sống đời này mà, cho nên mình phải vận dụng pháp như, trí như để linh động, chấp nhận là một chuyện, rồi nương vào cái đó để mà giáo cảm hóa nó đó. Nếu khéo y cứ nơi pháp như như và trí như như thì pháp Phật tự nhiên thành tựu. Tại vì mình cứ expect đó, mình cứ bắt buộc nó phải là như vậy, nó là phải như thế kia. Nhưng mình quên rằng bây giờ cái pháp của nó là 15 tuổi, nó không phải là một đứa 7 tuổi như ngày xưa mà nó nghe lời mình. Rồi nó lớn lên 19, 20 tuổi hoặc thậm chí 16, 17 tuổi đi, bắt đầu mỗi đứa nó có một cái phát triển khác nhau. Và có những đứa nó sẽ có cái xu hướng là muốn có bạn gái, bạn trai, và có những đứa nó không. Cho nên mọi việc mình phải khéo léo để y cứ nơi pháp và trí để mà giải quyết, mà giúp đỡ, thì khỏi cần nói gì hết, nó, mọi việc nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng như vậy. Cuộc đời, bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ mình bệnh là mình phải uống thuốc. Cái pháp nó bình thường vậy mà. Bệnh thì phải uống thuốc chứ. Thí dụ mình thấy người ta bệnh, người ta uống thuốc, cái mình lại mình nói, ủa bộ bệnh hả? Thì mình hỏi một câu rất là đơn giản thôi, nhưng mà suy nghĩ kỹ mình thấy tức cười, bệnh tôi muốn uống thuốc chứ. Không? Nhưng mà mình đi hỏi bộ bệnh hả? Bệnh mới uống thuốc. Đó, thành thử được cái người uống thuốc, bệnh thì uống thuốc, cố gắng chữa bệnh. Mà khi cái bệnh nó không thể hết, cũng phải chấp nhận tất cả pháp nó như vậy. Đây là bậc nhất chẳng thể nghĩ bàn. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó, cái chỗ mà an lạc này nó không cùng tận, chẳng thể nghĩ bàn. Như vẽ hư không làm vật trang trí, thật khó nghĩ bàn. Giống như mình lấy cái tay mình vẽ cái gì lên, mình nói đây là cái bình, đây là cái hoa, nói sao hết. Làm sao mình nó có cái hình tướng gì đâu.
nó biến biến hóa, nó linh động vậy đó. Cũng giống như vậy, y pháp như như và trí như như, thành tựu pháp Phật cũng khó nghĩ bàn. lấy mà mình sống bằng cái pháp như như. Pháp như như là gì? Tất cả các pháp nó như vậy, tất cả mọi lý lẽ trên đời này nó như vậy. Cũng giống như ở đó mình hay, người nào lớn lên có lớn có lớn lên, mà lớn lên là cỡ 20-30 tuổi mình chưa kêu già, đợi tới 50-60 mình mới kêu già. Mà thiệt sự 30 có già không? Già chứ, già hơn 25, già hơn 20, 10 tuổi nó cũng già rồi đó, nó già hơn 9 tuổi. Cho nên tiếng Mỹ gọi rất đúng, how old, mới sanh ra 9 months old, 9 tháng cũng già. Chứ đâu ai kêu 9 months young đâu. Gặp hỏi anh già nhiêu rồi, how old đó. Người Mỹ chính xác vậy đó, how old, anh già nhiêu rồi. I am 5 years old, tôi già rồi, 5 tuổi già rồi. Cho nên mình gặp nhau hỏi mấy mùa lá rụng rồi. Dạ con được 5 mùa rồi bác. Ôi, con còn mấy chục mùa nữa, chưa chắc phải không? Nhưng mà ý nó là theo cái positive thì nghĩ đi. Còn mình gặp nhau cái năm nay mấy cái xuân xanh rồi. Mà gặp người nào bạc bạc chút cái năm nay mấy mùa lá rụng rồi. Người Mỹ, tiếng Mỹ thì rõ ràng how old. Sanh ra được một tháng, 1 month old, 2 months old, 2 tháng cũng già rồi. Cũng giống như vậy, y pháp như như và trí như như, thành tựu pháp Phật cũng khó nghĩ bàn. Khó nghĩ bàn là không thể suy nghĩ mà luận bàn. Sao pháp như như và trí như như đã vô phân biệt mà tự nhiên thành tựu sự nghiệp? Nếu mà đã không phân biệt thì tại sao thành tựu sự nghiệp? Này thiện nam tử, ví như Như Lai đã vào Niết Bàn cũng do nguyện lực tự nhiên thành tựu tất cả sự nghiệp. Có những vị bây giờ cái câu hỏi này nè, trong này hỏi á, sao pháp như như và trí như như đã vô phân biệt mà tự nhiên thành tựu sự nghiệp? Thì Đức Phật trả lời, này thiện nam tử, ví như Như Lai đã vào nhưng do nguyện lực tự nhiên thành tựu tất cả sự nghiệp. Đức Phật của chúng ta, Đức Phật đã mất cách đây là 2000 mấy trăm năm rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy sự nghiệp của Đức Phật vẫn được thành tựu một cách nhẹ nhàng không? Đức Phật đâu có nói nữa tôi muốn ở Canada có cái chùa, ở Mỹ có cái chùa, ở Đức có cái chùa. Phật không hề nói gì hết. Nhưng mà do cái nguyện lực của Phật thì cái nguyện đó nó tự nhiên nó thành tựu. Ngày nay đệ tử Phật khắp nơi trên thế giới hết, mà nơi nào có đệ tử Phật thì nơi đó có chùa, nơi có đạo tràng, nơi đó có tu học. Mà Phật không hề nói một cái gì hết. Vậy thì do cái gì mà thành? Do cái nguyện lực. Cũng giống như Pháp Hòa hay tâm sự với đại chúng như đó. Nhiều lúc Pháp Hòa cũng có cái lo. Pháp Hòa suy nghĩ, không biết rồi đây, khi Pháp Hòa không còn, thì những cái công việc Phật sự, những cái nơi mà mình đã gây dựng, nó sẽ như thế nào? Nhưng nếu mình lo, thôi chắc không ai lo đâu, thì mình sẽ phí luôn cả đời mình. Tại vì mình sợ đời sau không ai gánh, cho nên không dám làm gì hết. Vậy thì mình phí luôn cả đời mình, hiện tại không làm gì hết, tại vì cứ sợ phía sau không ai làm. Nhưng mà suy nghĩ xong rồi, suy nghĩ lại, chư Phật, chư Tổ ngày xưa, các ngài xây dựng đạo tràng, tổ đình mọi việc, thì các ngài cũng hiểu rồi, hết đời mình thôi chứ còn mọi việc, thì tự nhiên các pháp nó phải đi tới như vậy. Tại vì thời nào cũng có những anh hùng xuất hiện, thời nào cũng có bậc thánh nhân xuất hiện. Mình thấy mình làm hay chứ không chừng đệ tử mình làm sao hay hơn mình sao. Thế không, coi chừng vọng tưởng của mình nghĩ không ai hay hơn mình. Nhiều khi mình vọng tưởng như đó, không được đâu, không ai làm bằng tôi đâu, cho nên giấu không có chưa ai cho. Nhưng mà chưa chắc, chưa chắc. Quý vị biết á,
các vị tổ, các vị hòa thượng gần sau này tịch, thí dụ như ở Phật Quang Sơn, Đài Loan, Cao Hùng, hòa thượng Tinh Vân mới mất, ngài có hơn 300 ngôi chùa ở trên thế giới. Mà đạo tràng nào ngài lập cũng là những đạo tràng quy mô. Điển hình là cái chùa Tây Lai, Si Lai ở Los Angeles. Có ai đi Cali qua Los mà đi cái chùa đó chưa? Năm 1986 là cái chùa đó đã xây xong. Và cái thời đó mà hòa thượng xây 30 triệu. Mà đó chỉ là một thôi nha, còn chưa nói những công trình vĩ đại khác mà ngài làm. Một mình ngài thôi mà ngài điều hành hết tất cả mọi cái công việc Phật sự khắp nơi. Chẳng những vậy mà có trường đại học Phật giáo, có bệnh viện Phật giáo, có những cơ sở quy mô. Mình không thể nào mình tưởng được cái công việc của ngài. Bây giờ ngài tịch rồi, ở cái tuổi 97. Mà quý vị biết khi mà ngài tịch rồi thì tất cả cơ sở đó, đạo tràng đó vẫn được các đệ tử duy trì mà làm rất ngăn nắp. Mà hòa thượng Tinh Vân chỉ là một thôi, còn những hòa thượng của mình nữa. Thí dụ như sư ông Làng Mai, mình nghĩ sư ông không còn thì các đạo tràng đó không hoạt động, bây giờ làm rất hay, độ cho người Mỹ tu rất đông, các khóa tu vẫn tổ chức ở khắp nơi. Vậy thì cái gì mà nó thành tựu như vậy? Cái nguyện lực. Cho nên nó mỗi ngày Pháp Hòa hay nói, có nhiều vị lên than, nói trời con buồn quá, con của con nó không biết đạo gì hết. Rồi bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, vậy mình có biết đạo không? Cái đạo mình đang biết là đạo gì? Cái đạo thờ cúng lại lục bái lại này sao? Nhiều khi hằng ngày cái cách sống của mình, cái đạo mình nó chưa chuẩn. Mình còn soi mói người này, mình còn gốc gai với người kia, thì cái đạo đó nó chưa thành. Cái đạo mình đang theo chỉ là cái đạo tôn giáo, theo cái cách nghĩ của mình thôi. Tại vì mình nghĩ mình muốn con mình mặc áo tràng giống mình vậy đó. Mình muốn con mình ngày nó mấy chục lại giống mình vậy đó. Nhưng mà mình trong khi mình đi tham dự các khóa tu, trong khi mà mình đi nghe pháp, mình tu học, hằng ngày cái cách ứng xử của mình như thế nào, mình đối với dâu mình như thế nào, đối với rể mình như thế nào, đối với con cái mình như thế nào, đối với người xung quanh mình như thế nào, cái đạo đó mới là cái chỗ đáng nói. Và chính cái tâm nguyện đó của mình, cái tâm nguyện sống đạo đó của mình, nó tụ được cái đức, cái phước, và nó chuyển hóa con của mình. Chứ còn mình đừng có nghĩ là ô mình muốn khi con mình nó bắt chước giống mình vậy, nó đi chùa lại Phật tụng kinh đâu. Mấy cái đó tốt, nhưng mà vẫn còn là hình thức. Nhưng mà cái quan trọng là mình buông cái chuông cái mỏ ra rồi mình sống sao với xung quanh nè. Mình buông cái mình ra khỏi cái đạo tràng rồi mình ứng xử làm sao nè. Mình vừa thọ giới xong là khác, cái mình kéo vô góc mình chở to nhỏ chuyện người này người kia rồi đấy nè. Đó. Mấy cái đó mình phải để ý. Cho nên trong này nói sao pháp như như và trí như như vô phân biệt mà tự nhiên thành tựu sự nghiệp này, thiện nam tử, ví như Như Lai đã vào niết bàn, tức là Phật đã mất rồi, nhưng do nguyện lực, cái năng lực của nguyện, tự nhiên thành tựu tất cả sự nghiệp. Có nhiều khi mình đi bất tử vậy, sự nghiệp mình để đó, nhưng mà con mình thương mình, quý mình, sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình. Thầy Phổ Hòa kể cho đại chúng nghe, có cái thầy, cái một vị hòa thượng đó, ngài khởi công, ngài xây cái chùa động thổ trước chùa mình luôn, trước Trúc Lâm luôn. Mình xây năm 96, thì cái vị hòa thượng đó là khởi công động thổ 94-95, mua vật dụng về hết, cuối cùng trục trặc giấy tờ đủ thứ hết, từ năm 1995 cho đến 2014 là bao nhiêu năm?
Thêm năm nữa là đúng 20 năm phải không? 19 năm chưa có cái chùa, còn là miếng đất trống. Rồi vật dụng hòa thượng mua về để đó, nó mục nó hư hết, cuối cùng đem hốt bỏ một rác hết. Rồi miếng đất trống. Ông cụ mất năm 2014. Nhưng bây giờ cái chùa nó thành trong vòng có 1 năm sau khi hòa thượng nó mất. Ai thành tựu? Đệ tử thành tựu. Đời mình làm không xong. Nhưng mà cái tâm nguyện của mình, tâm nguyện của mình, đệ tử mình sẽ thành tựu. Cho nên Phật ngày xưa chưa độ qua tới nước Mỹ. Ngày nay đệ tử Phật đã thành cái tâm nguyện cho Phật, đem giáo pháp ra tới Âu Mỹ. Ví dụ vậy. Cho nên quý vị mình cứ sống bằng cái tâm nguyện của mình, sống đúng cái đạo đức mà chúng ta có đó, thì xin thưa đại chúng, cái đức mà đủ, cái phước mà nó tụ đủ rồi á, khỏi phải lo. Ví dụ như cái trái cây mà nó đủ chín rồi đó, tự nhiên nó sẽ ngọt từ miếng này sang miếng khác. Còn mà nó há đang sống nhăn vậy đó, mình cứ muốn hái xuống cho nó còn tốt vậy, vu tới vu lui rốt cuộc ăn được gì hết trơn á. Rồi thậm chí là nó mềm chỗ này, nhưng mà cái chín của nó cũng lạc lẽo, nó không có ngon. Nguyện lực tự nhiên thành tựu tất cả sự nghiệp, pháp như như và trí như đã vô phân biệt, tự nhiên thành tựu sự nghiệp cũng lại như thế. Giống như người đệ tử kia nói, bạch thầy, tại sao con vô trong cái chỗ này người ta cứ nhìn con bằng một cặp mắt kỳ cục vậy? Ông thầy nói, con đừng quan tâm người ta nhìn con làm sao, quan trọng là con nhìn con làm sao. Cái quan trọng là con nhìn con làm sao. Mà con chưa nhìn được con thì lạ gì người ta nhìn mà bận trách người ta đừng nhìn con. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như giờ sáng ngủ dậy đi, mình không có rửa mặt, không có gì hết trơn á, quên coi kiến đi. Đi ra ta nhìn mình, nói chết cha, ai sao ta gặp tôi, ta nhìn hoài, chạy vô kiến coi coi mặt tôi có chuyện gì xảy ra không. Cho nên tất cả sự nghiệp nó tự nhiên nó thành như vậy. Khi Đại Bồ Tát nhập định vô tâm. Định vô tâm là định gì? Định vô tâm là cái định, tức là cái concentration, cái thiền, xin lỗi, cái thiền định. Đến cái chỗ là tâm không còn loạn động. Tâm không còn loạn động. Thì cái định này gọi là vô tâm định. Nhưng mà nó có một cái tên nữa rất gần gũi, đó là diệt tận định. Diệt tận định nghĩa là cái mình đi đến cái định tột cùng, dứt sạch tất cả mọi loạn động, mọi phiền não, mọi khổ đau. Đức Phật đạt được cái định này lúc Ngài ngồi thiền cái canh cuối cùng á. Ngài tư duy, Ngài quán chiếu, rồi đến cái rạng sáng của ngày thứ 49 đó, thì Ngài đã đạt được cái định này. Tâm vắng lặng và bừng sáng hết tất cả mọi cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan. Khi Đại Bồ Tát nhập định vô tâm, nương nguyện lực xưa xuất định thực hiện tất cả sự nghiệp. Các ngài ở vô cái định vô tâm, định không còn gọi là loạn động của tâm thức, vậy mà nương nguyện lực xưa xuất định thực hiện tất cả sự nghiệp. Vậy thì quý vị thấy mà các vị mà người ta thành tựu được rồi, người ta quay trở lại đời này người ta đổ á, đây là cái do cái nguyện lực này nè. Cũng giống như ông bác sĩ mà sau khi mà thành đạt được rồi thì quay trở lại, trở về cái chỗ căn bản nhất để mà làm những cái công việc căn bản đó. Ở trong tịnh độ, cái pháp tịnh độ người ta cũng có cái chuyện này nè. Đây cái câu này nè. Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Bây giờ á, mình trở lại ta bà, nhưng tâm không rời cái an dưỡng, tức là không rời tịnh độ á. Mình cũng vậy, lăn xả vào đời làm, nhưng mà tâm không có lộng động.
Có những vị người ta đi vào trong cái chỗ, cái chỗ mà khổ đau, cái chỗ vui chơi để cảm hóa chúng sanh mà không có bị động. Thì các ngài không, cái chữ là trong các vị tu tịnh độ hay nguyện câu không rời an dưỡng lại ta bà. Ủa sao mà không rời an dưỡng mà lại ta bà? Chữ rời an dưỡng đây là không có rời cái tâm tịnh độ, cái quốc độ thanh tịnh. Đại Bồ Tát nhập định vô tâm, nương nguyện lực xưa xuất định thực hiện tất cả sự nghiệp. Pháp trí như như thật vô phân biệt mà tự nhiên thành tựu tất cả sự nghiệp. Mình làm việc gì muốn thành tựu, ngoài cái pháp nhớ phải có trí. Pháp Hòa ví dụ như nhiều khi mình quậy con ly sáng dây uống nóng thôi mà không biết cách làm cũng không uống được nữa. Chỉ cần quậy một cái bột sáng dây đơn giản vậy thôi, quậy nóng nóng uống như cảm vậy đó. Hoặc là tối khó ngủ quá, quậy ly bột sáng uống cho ngủ ấm, ngủ ngon mà không biết cách làm. Nó đóng cục hết trơn. Tại sao? Tại vì cứ múc sắn dây rồi đổ nước sôi vô thì nó lấy gì mà nó thành được. Hỏi cái này gì vậy? Cái này là cái pháp quậy, cái phương pháp quậy bột sáng dây. Anh quậy bột sáng dây mà anh không có trí cái cách là trước khi anh cho nước sôi, anh phải cho nước lọc vô trước. Vì cái nước lọc nó nguội, nó mát, nó mới làm tan hết cái bột. Thấy không? Khi mà nó tan hết rồi từ từ anh mới châm nước sôi vô, anh quậy nó mới ngon cái bột chứ. Anh tầm phù anh đổ nước sôi vô nó ốc trâu hết còn cái gì. Nó đơn giản vậy thôi. Ngay cả người nhiều khi mình nấu chè, chè gì, chè táo soạn đó, nấu không khéo hồi đậu chìm dưới hết bột nổi lên. Còn người mà nấu chè táo soạn mà khéo là nó đậu nó quyện ở trong cái bột á, thì ăn nó có đậu, có bột nó mới ngon chứ. Còn mình nấu thì cũng rang nồi chè vậy phải không? Mà nấu xong bột đậu chìm dưới trần. Đấy. Nội một cái việc á, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Chuyện này mới xảy ra chiều. Pháp Hòa nhìn xung quanh, Pháp Hòa không thấy cái microphone thứ hai để truyền cho các vị đặt câu hỏi. Nhưng mà thay vì Pháp Hòa nói quý thầy đi lấy cái microphone để Hòa không nói, Hòa nói quý vị nào có đặt câu hỏi đó thì quý thầy sẽ truyền cái microphone cho quý vị. Nói 5 lần 3 lượt mà cái microphone chưa xuất hiện. Rồi tới hồi mà đặt câu hỏi không có nghe được tiếng, bắt đầu mới chạy đi kiếm cái microphone. Rồi nhiều khi trong cuộc sống, trong chùa nhiều lúc Pháp Hòa muốn làm cái việc đó, nhưng Pháp Hòa nói cách khác, không phải là mình cầu kỳ. Nhưng mà mình phải tập trong cuộc sống mình. Người ta nói cái đó, mình đang là cái người ở trong cái công việc đó, mình phải để tâm. Ví dụ như ba mình đang có khách, cái chút xíu nữa tôi mời anh chị ở lại ăn cơm với tôi. Mình nghe vậy là mình đi xuống bếp mình chuẩn bị rồi. Tới hồi khách xuống, cơm đâu có, con đâu có nghe ba nói gì đâu. Tức là ba phải trực tiếp, ba nói ba đi nấu cơm đi con. Cái cách của Pháp Hòa là muốn thử để coi có mình đặt cái tâm mình vào công việc được bao nhiêu. Nên mình tâm mình để công việc bao nhiêu. Có nhiều bữa tụng kinh xong tới 9 giờ Pháp Hòa phải đi ra tắt đèn, tắt microphone, giống như chiều vậy đó. Cái đây là không có trách, không có la rầy gì hết, nhưng mà nhắc nhở. Thì khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, cái pháp nó như vậy, cái trí mình nó đi vào như vậy, thì dù nó có hư, nó không đến nỗi. Tại vì mình làm mình có suy nghĩ. Mình làm cái gì mình có suy nghĩ, chứ không phải cứ đụng đầu mình làm đó thì nó không thành gì. Cho nên tất cả cái pháp trí như như thật vô phân biệt mà tự nhiên thành sự nghiệp. Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ nữa.
Mặt trời, mặt trăng không có phân biệt, đúng không? Mặt trăng nó đâu có soi nó không. Tôi thích cái gia đình này nè, gia đình này biết làm thơ, để tôi soi gia đình để cho họ có tích cảnh làm thơ. Gia đình này không có thơ thẩn gì cho nó tối hù đi. Mặt trăng soi là chiếu đều. Nhưng mà cái người mà người ta biết làm thơ, ta nhìn trăng, người ta làm thơ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Còn mình không biết làm thơ, mình nhìn trăng cũng chịu thua. Mặt trời, mặt trăng không có phân biệt. Mặt nước phẳng lặng cũng không phân biệt. Ánh sáng cũng không có tính phân biệt. À, quý vị thấy mặt trời, mặt trăng, mặt nước và ánh sáng nó phản ảnh ở trên cái mặt nước, không có phân biệt. Nhưng nếu hòa hợp thì sanh ảnh tượng. Nhưng mà nếu như á, cái nước mà nó bình lặng, ở dưới này có ánh sáng, thì tự nhiên nó hòa, thì tự nhiên gì? Nó có những ảnh tượng. Dưới này có nước tĩnh, dưới này có trăng sáng, nó hòa lại với nhau thì nó có gì? Nó có ánh sáng. Cũng giống như vậy đó. Tâm mình mà bình lặng, tâm mình mà tĩnh lặng, thì Phật soi vào cái tâm mình cũng giống như là mặt hồ tĩnh lặng mà thấy được tất cả những cái bóng. Cái bài này quý vị hay nghe lắm đó. Phật là vần trăng mát, Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, đi ngang mặt trời. Hồ tâm chúng sanh lặng thì sao? Trăng hiện bóng trong ngần. Một cái bài dịch cho tiếng Việt từ cái bản bài chữ Hán rất hay đó. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận. Cái tâm chúng sanh mà cái dơ bẩn, cái cấu bẩn nó đã tận rồi thì gì? Bồ đề ảnh hiện trung, lộ ra được, ở trong đó hiện ra được cái ánh bồ đề. Nhưng mà cái bài dịch tiếng Việt nó rõ cho mình. Bồ Tát, Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Vậy pháp như như, xin lỗi Pháp Hòa lấy là câu chuyện hồi chiều ha. Thần chú dược sư, thần chú chuẩn đề, bài kinh này bạch kia không có phân biệt cho ai cả. Nhưng mà mình lấy cái bài chú dược sư đó mình trì, nhưng phải phối hợp với gì? Với cái tâm thành, với cái phước đức của mình, thì cái sự màu nhiệm nó có mặt. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ bây giờ nè, mình có khách tới chơi, ở nhà có đầy đủ các món ăn hết, mà mình bệnh quá nấu không nổi, thức ăn không có mặt. Như vậy thì mình muốn cái bất cứ một sự việc gì á, thức ăn nó không có phân biệt nó dành cho ai, nhưng mà người nào khỏe mới ăn được nó. Người nào bình, người nào không bệnh, thí dụ như cà pháo, quý vị gọi là người không bệnh cà pháo rất ngon, người có bệnh thì cà pháo nó độc, ví dụ vậy đó. Thành thử ra trong này nói rõ ha, như nguyện lực, nhưng do nguyện lực tự nhiên chúng sanh cảm chư Phật, nhận cảm nhận được cái chư Phật, do ứng thân hóa thân. Phật mình thấy có Phật gia hộ, mình không thấy biết gì hết mà nghĩ chi. Tại vì cái phước đó khó tìm, mà nó cũng dễ tìm, nhưng mà nó cũng dễ mất. Giống như hồi sáng giờ bưng cái chén thiệt là khéo vậy, xuống tới dưới cái dốc cái ngã đổ hết trơn, nó cũng giống vậy. Thí như mặt nước rộng lớn vô biên, nhờ có ánh sáng mà ảnh hư không hiện lên trên đó vô số hình tướng, mà hư không ấy chính là vô tướng. Đó, quý vị thấy một mặt hồ rộng lớn vô biên, hư không thì không thấy, nhưng mình lại thấy nó hiện trên mặt nước. Như vậy nên biết đệ tử tiếp nhận giáo hóa là ảnh của pháp thân. Vì nguyện lực xưa nên từ hai thân hiện các hình tướng. Như vậy nên biết đệ tử tiếp nhận giáo hóa là ảnh của pháp thân. Tức là mình tiếp nhận cái sự giáo hóa, đó là pháp thân.
Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ bây giờ một lúc nào đó mình đang bực bội, không có muốn nghe cái người thân của mình nói chuyện, thì tự nhiên lúc đó mình nói thôi mình phải học hạnh Quán Âm, mình ngồi mình lắng nghe. Như vậy thì lúc đó cái pháp thân của Ngài Quán Âm có mặt với mình trong lúc đó, vì mình nhớ tới Ngài. Nhưng mà Ngài đâu có mặt, Ngài đâu có hiện cái tướng Quán Âm đâu, nhưng mà cái hình ảnh Đức Quán Âm, cái pháp thân của Ngài, cái hạnh tu của Ngài, cái hạnh từ bi nhẫn nhục của Ngài, cái hạnh biết lắng nghe của Ngài là pháp thân của mình. Cho nên như vậy nên biết đệ tử tiếp nhận giáo hóa chính là ảnh của pháp thân. Mình không hề biết Phật Thích Ca ra làm sao hết á. Giờ quý vị nhìn mấy tượng Phật, quý vị tưởng đây là Phật hả? Không. Có đi chùa nào thấy Phật nào giống chùa nào đâu. Vậy thì Phật Thích Ca mà hình tượng này là do mình sáng chế ra, chứ không ai biết cái hình tướng thật của Phật. Nhưng mà hãy nhắc tới Phật là tự nhiên tâm mình cung kính, bình an vô cùng. Vậy thì cái bình an đó là cái gì? Là hình ảnh thật của Phật hay là pháp thân? Là pháp thân của Phật. Đó là pháp thân của Phật. Có ai biết ông Phật Di Lặc ông ra làm sao đó. Nhưng mà do giờ người ta tạo cái ông mà bụng bự rồi ngồi cười hỉ hả. Nhắc tới Phật Di Lặc cái mình nhớ ông bụng bự mỉm cười. Rồi để cho tâm mình sanh hoan hỷ. Thì cái tướng đó là cái pháp thân. Cho nên cảm mình nhận được giáo hóa chính là ảnh của pháp thân. Vì nguyện lực xưa nên hai thân hiện cái hình tướng. Vì nguyện lực cho nên mình phải hiện hóa thân. Mình phải hiện ứng thân, báo thân. Chứ còn bây giờ do nguyện lực mà trở lại thôi. Cũng giống như bên Tây Tạng mà người ta tìm các vị lạc ma tái sinh vậy đó. Cho nên do nguyện lực mà mình có cái tướng đời này và làm những công việc đó. Y nơi y hai thân này mà nói chư Phật có niết bàn hữu dư. Rồi bây giờ tới đoạn này bắt đầu phải để ý nữa ha. Cái đoạn này học nó lùng bùng lắm á. Y hai thân này, hai thân này là gì? Là ứng thân và báo thân. Y hai thân này mà nói chư Phật niết bàn hữu dư. Chút xíu mình sẽ giải thích niết bàn có mấy loại ha. Y nơi pháp thân mà nói chư Phật niết bàn vô dư, vì các pháp khác hoàn toàn diệt tận. Lại y ba thân mà Đức Phật có niết bàn vô trụ. Này, bây giờ Pháp Hòa muốn đọc hết ba cái niết bàn này á, để đại chúng nhớ. Nếu nói về niết bàn thì mình đã hiểu cái nghĩa nó rất nhiều lần rồi, giải thích cái nghĩa niết bàn rất nhiều lần rồi. Niết bàn là trạng thái của tâm bình an vắng lặng, không phiền não, không có khổ đau, đó là niết bàn, chứ không phải là cái nơi chốn mà chúng ta tới. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới phải giải thích nè. Niết bàn trong này có bốn thứ niết bàn, mà cái đoạn kinh này không là nói tới ba thứ rồi đó. Tại sao gọi là hữu dư? Gọi là hữu dư y. Chữ hữu dư này là còn lại, còn phải nương tựa. Ví dụ nè, y hai thân này mà nói chư Phật niết bàn hữu dư. Thí dụ như Đức Phật của mình, Ngài thành tựu giác ngộ, là một vị Phật, là người giác ngộ. Nhưng mà Ngài còn nương vào cái thân ngũ uẩn này để Ngài sống không? Còn không? Còn. Thì mình còn nương vào cái thân đó, gọi là hữu dư niết bàn. Thôi bây giờ mình nói mình đi, mình nói mình đi cho gần gũi đi. Bây giờ mình hiểu đạo rồi. Thì ví dụ nha, mình hiểu đạo rồi,
sống chết không có khổ đau gì nữa, bệnh tật không có phiền não gì nữa hết, vui buồn không tác động gì tới mình nữa hết, cho là mình đạt tới một cái chỗ gọi là nhẹ nhàng như vậy đi. Nhưng mình còn nương cái thân này để sống không? Còn, còn phải nương cái thân này để ăn, để uống. Nó, thôi thôi, an lạc rồi đừng ăn nữa. Thôi thôi thôi, bây giờ mình hết hết phiền não rồi, không có bị phân biệt gì nữa, đừng mặc quần áo gì hết. Đâu nói vậy được. Vậy thì mình giác ngộ là giác ngộ cái tự tánh, nhưng vẫn phải nương cái thân này mà sống. Thì cái mình vẫn có niết bàn. Thì niết bàn là hữu dư. Hữu dư nghĩa là phải nương vào. Đúng ra cái chữ là phải gọi là hữu dư y. Y là nương tựa đó. Mình phải dựa vào cái thân này mà sống, dựa vào nó. Đức Phật mình cũng vậy thôi. Cho nên khi mà Ngài đau lưng á, khi mà Ngài Đức Phật đau lưng nhức đầu á, các đệ tử mới nói: ủa, Phật cũng nhức đầu mà. Cái câu chuyện rất là đơn giản vậy thôi. Nhưng mà để như vậy thì có cớ mới cho Phật nói: giác ngộ thôi, tâm mình giác ngộ nhưng mình vẫn mang cái thể xác tứ đại này, thì mình nương vào cái thân này mà sống. Xin thưa đại chúng, con người của mình, nếu mà nói cho đúng thì nam nữ giống nhau. Nhưng mà hễ làm cái người xuất gia, mình phải nương cái áo, nương cái áo để lộ cái tướng xuất gia. Mình là một người nữ thì phải nương những cái áo của người nữ để nó thể hiện mình là một người nữ. Vậy thôi. Chứ còn nói cho cùng thì áo quần là, đúng ra là mình mặc áo quần để làm gì? Để che thân, đừng có bị sanh cái tâm gọi là xấu hổ thôi. Đừng có lộ cái tướng thô để xấu hổ. Nhưng chúng ta cũng phải nương vào hình thức nào đó để nói lên mình là ai. Đấy, chúng ta không thể ở xứ lạnh này mà không có nhà ở được. Thôi xứ lạnh, xứ nóng, xứ lạnh nào, đã là con người thì phải có chỗ để ở, phải nương vô đó chứ. Thì thân này cũng vậy. Đấy, cho nên y nơi hai thân, tức là thân báo thân và ứng thân đó. Vì hai báo thân và ứng thân vẫn là cái thân xác thịt, cho nên phải nương vào cái hữu dư y. Phải hữu dư. Y nơi pháp thân mà nói chư Phật vô dư y. Vô dư là gì? Vô dư là không, là đoạn trừ phiền não, chấm dứt mọi cái thân ngũ quẩn. Đó là loại niết bàn thứ hai. Rồi loại niết bàn thứ ba nè: vì các pháp khác hoàn toàn diệt tận, tức là các cái pháp phiền não, tất cả mọi thứ đó, các cái pháp mà hoàn toàn diệt tận, tức là Phật có được cái niết bàn vô dư. Lại y ba thân mà Đức Phật có niết bàn vô trụ. Thí dụ như phàm phu của mình đó, thì mình còn thấy sống mới là vui, chết là buồn, ở đây là vui, ở chỗ kia là khổ, ngồi trên cái nệm này là êm, ngồi trên cái ghế kia mới khỏe. Mình còn vướng vào cái trụ xứ chỗ ở của mình lắm. Nhưng mà các Phật á, mà khi mà các ngài dứt hết tất cả những cái sở tri chướng á, thì sanh tử niết bàn là một. Chỗ nào các ngài ở cũng bình an hết. Cái chỗ này gọi là vô trụ xứ, tức là không có chỗ nào để trụ. Tại sao? Tại vì trụ chỗ nào cũng an, cho nên không dính mắc chỗ nào hết. Vậy thì khi mà tâm mình bình an được mọi nơi mọi chốn, đó là một loại niết bàn rồi chứ gì nữa. Mình ở nhà mình ngủ giường nệm, lên chùa bắt ngủ ghế bố. Còn ngủ ghế bố mình vẫn yên, vẫn an, đó là vô trụ xứ. Ở nhà mình ngồi ghế dựa không à? Lên chùa ngồi ghế lắc. Tại sao biết không? Ngồi mỏi quá lắc tới lắc lui. Ở nhà mỏi là dựa, lên chùa ngồi ghế lắc tại nó mỏi quá cứ lắc tới lắc lui vậy. Ở nhà mình có cái ghế lazy boy, duỗi chân ra
Còn ở đây có ghế gì phải không? Ghế dở chân. Mỏi dở dở lên so so rồi ngồi lại. Đấy. Nhưng mà đâu có khổ gì đâu. Tôi ngày nào cũng đi, tuần nào cũng đi. Vậy thì cái chỗ quý vị đang ngồi là vô trụ xứ. Niết bàn vô trụ xứ. Hiểu ý không? Niết bàn vô... Vậy thì nên nhớ là như vậy thì mình mới hiểu niết bàn nó rất đa dạng. Ngày hôm nay mình hiểu đạo rồi. Tâm mình bình an trước mọi cảnh duyên, nhưng vẫn phải biết thân này nó vẫn là thân ngũ quẩn giả hợp. Nó vẫn phải mưa nửa mưa lạnh thì phải trùm, không trùm thì nó cảm, nó bệnh. Đói bụng thì phải ăn, khát nước thì phải uống, đau nhức thì phải chữa. Thí dụ vậy đó. Đây, tại cái thân này mình còn nương nó, chiều nó một chút. Không chiều nó biểu tình. Nó biểu tình là mình bệnh, mình hoạn thì niết bàn gì mình cũng mất hết. Cho nên tuy rằng tâm mình có niết bàn nhưng phải nương nó. Cái này gọi là hữu dư y niết bàn. Còn khi nào mà mình không còn bị những cái tâm mình đoạn trừ những cái phiền não, chấm dứt được năm uẩn, thân năm uẩn đã diệt, thì tức là cái mình không bị dính mắc vào cái thân năm uẩn này nữa đó, thì đây là gọi là vô dư y. Còn khi nào mà mình đã có được cái niết bàn thì ôi ngồi đâu cũng được, vô trụ xứ. Cho nên quý vị nào mà lỡ đau chân á, đã đến lúc là ngồi trên ghế cứ ngồi tự nhiên, đừng có ngại gì hết. Nói trời tôi ngại quá, thầy ngồi dưới đất, tôi ngồi ở trên cao, ngồi trên ghế không sao hết, ngồi trên bàn mới sợ. Thầy cứ bình thường thôi, có gì đâu, mình đau chân chứ mình có ý gì đâu. Thầy cứ nhẹ nhàng vô cùng, không có ai nói gì mình hết á. Tại bây giờ Pháp Hòa còn khỏe, ngồi dậy chứ vài năm nữa chắc cũng ví dụ vậy. Cho nên cứ nghĩa là tới lúc, tới một lúc nào các pháp nó phải như vậy thì lúc đó mình phải lấy trí mình ứng pháp. Cái chỗ này nè, cái đoạn kinh này nó nói mấy cái chỗ vậy là pháp như như, trí như như là vậy đó. Nhiều khi cái pháp nó vậy thì phải lấy trí mà ứng pháp. Nhiều khi cái trí của mình mà không có ứng pháp đúng thì pháp gì nó cũng trật. Cho nên lý trí là vậy. Pháp và trí là vậy. Niết bàn có bốn loại: hữu dư y, vô dư y, vô trụ xứ, và còn một niết bàn nữa, đó là gì? Bản lai thanh tịnh niết bàn. Cái tâm bình an của mình số vốn xưa giờ nó vắng lặng. Bản lai thanh tịnh mà cũng là một loại niết bàn đó, nhưng mà niết bàn này tất cả chúng ta đều có nè. Nhưng mà tại sao mình không có niết bàn này? Tại vì mình chạy theo, mình thích cái này cái kia đó, cho nên nó làm mình mất vui. Sở dĩ lại y ba thân mà Đức Phật có niết bàn vô trụ đó, pháp thân, hóa thân, báo thân, ngài có ba thân này cho nên ở đâu ngài cũng bình an hết. Ngài có vô trụ xứ niết bàn. Lại y ba thân mà Đức Phật có niết bàn vô trụ, vì hai thân nên không trụ niết bàn. Lìa pháp thân không có Phật nào khác. Hễ lìa pháp thân là không có Phật. Sở dĩ hai thân không trụ niết bàn, vì hai thân là giả danh không thật. Tại sao hai thân kia không? Tại vì cái thân ngũ uẩn này nó giả mà, và cái ứng thân kia cũng giả mà. Thế chẳng qua là giờ người ta cần mình làm xong rồi thôi mình đi rồi, đâu có dính mắc gì nữa. Cho nên cái báo thân này cũng giả, mà cái ứng việc của mình nó cũng giả. Chẳng qua cần thì mình làm thôi. Niệm niệm sanh diệt vì không dừng trụ. Tức là mỗi một cái khởi tâm của mình là nó, thí dụ này, tôi muốn đi chùa, thì cái chữ đi muốn đi chùa nó đi vào quá khứ rồi. Nó vừa khởi tâm nó đi vào quá khứ. Cho nên niệm niệm sanh diệt. Đó là chưa nói là mình vừa khởi này xong là ý nghĩ nó khác à. Ê tôi muốn đi, ôi mà không được, tôi lỡ hẹn rồi. Đấy, niệm niệm sanh diệt. Hoặc là tôi nói tôi muốn đi dự khóa tu, nghĩa là cái chuyện khác, người khác gọi thôi. Là không bao giờ cái tâm niệm của mình nó dừng lại. Sanh rồi diệt, sanh rồi diệt liên tục. Nói cách khác là mình không dứt sự suy nghĩ. Vì không dừng trụ, luôn luôn xuất hiện vì không cố định,
Còn pháp thân thì không phải như thế. Đó, pháp thân là cái bất biến nha. Ứng thân, báo thân là cái có thay đổi. Cho nên hai thân không trụ niết bàn, pháp thân bất nhị cũng nên cũng như vậy. Pháp thân thì không có những cái đó. Cho nên vì thế nên biết, nếu theo ba thân thì các đức Phật không trụ niết bàn. Vì thế mà mình nên biết rằng theo ba thân, tức là pháp thân, ứng thân, báo thân, thì đức Phật không trụ niết bàn. Tại vì sao? Tại vì lúc nào các ngài cũng dùng ba thân này để làm việc, cho nên không có vào cái chỗ, không có vào niết bàn. Tức là ý nó là không có dừng nghỉ, không có cái chỗ để mà mình nghỉ hưu. Tất cả phàm phu đều do ba tướng mà bị trói buộc, mà bị chướng ngại, khiến lìa ba thân, không được ba thân. Đó là các tướng biến kế sở chấp, tướng y tha khởi và tướng thành tựu. Chắc mình sẽ tạm dừng ở đây, tại vì cái đoạn này nếu nói nữa thì nó sẽ bị lố giờ. Vì mà không nói hết thì quý vị không hiểu, mà nói không hết thì không hiểu, mà nói hết thì nó hết giờ. Cho nên mình dừng đây đi. Tuần sau mình, kỳ sau mình sẽ học cái chỗ này, cái chỗ mà mấy cái tánh y tha khởi này hay lắm. Nhưng mà giờ khoan, trước khi mình dứt hỏi chứ nãy giờ em nói mà có hiểu không? Em dặn gần em nói vậy mà có hiểu không? Với lời chuyện chứ. Trời ơi, cái kinh gì mà cứ thân này thân kia, pháp như pháp gì. Giống như mình học mỗi ngày, mỗi lên lớp vậy đó. Chịu khó nghe. Rồi mình nghe một lần, có thể mình nghe đây mình không hiểu đâu, rồi có dịp mình về mình nghe lại. Hoặc là quý vị, tại sao mình đọc, mình có cái quyển kinh mình đọc, mình có cái cơ hội mình suy ngẫm. Thì nó làm, bởi cho nên người ta thích. Nhiều khi á, mặc dù bây giờ trên mạng cũng có hết, nhưng mà tại sao người ta vẫn thích có một quyển sách? Tại vì khi mình cầm quyển sách á, mình có cái cơ hội mình đọc, mình tư duy, nó trầm ngâm ở trong đó. Rồi thành thử ra kinh điển cũng vậy thôi. Cái kinh này là một cái bản kinh giáo lý rất là cao siêu, nhưng mà thật ra khi giải thích thì mình thấy nó cũng gần gũi, ứng dụng được trong cuộc sống, chứ không phải nói chuyện mà không thể ứng dụng được. Cho nên kinh điển Đại Thừa nói rất là sâu rộng, nhưng mà khi mà giảng giải đó thì chúng ta thấy rằng đi vào cái thực tế trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những cái gì mà nó có nhiều những cái giáo lý đó, thì nó làm cho mình dồi dào cái hiểu biết và sanh cái tâm hoan hỷ. Khi nào mình đọc kinh mà không hiểu á, đừng có khởi cái tâm là kinh gì không hiểu gì hết, tại mình không hiểu chứ không phải là kinh dở. Như vậy thì mình không hiểu thì phải cố gắng gieo duyên. Tức là đây là đến lúc mình phải lên lớp. Mình cứ nghĩ suy nghĩ vậy đó, đến lúc mình phải động não thêm, tư duy thêm, quán chiếu thêm để mình thấm nhập được cái lời kinh. Vậy thôi. Cho nên Pháp Hòa chọn cái kinh này, Pháp Hòa biết là khó, nhưng mà hy vọng là đại chúng, cái Pháp Hòa cố gắng nói bằng một cách dễ hiểu nhất để cho đại chúng nhận được. Dạ. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng nghỉ khỏe. Ngày mai sáng chúng ta 6 giờ sẽ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta lễ dược sư. Dạ. Cũng xin thưa là ngày thứ hai là ngày rằm, là kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn á, năm ngày 80 tuổi ở rừng Sa La, mà theo lịch sử mình học vậy đó. Thì ngày mai là ngày thứ hai là rằm. Thì sẵn cái dịp rằm cho tới ngày 19 á, là ngày lễ Quan Âm. Cho nên mỗi sáng, tất bắt đầu từ sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mỗi ngày lúc 9 giờ chúng ta sẽ có chương trình lễ Ngũ Bách Danh. Thì vị nào rảnh thì lên lễ Ngũ Bách Danh, còn không có thì mình ở nhà mình lại theo, còn ai lên chùa được lại thì tốt. Rồi buổi tối vẫn tụng dược sư như thường.
Thứ sáu này là mình hoàn mãn kinh Dược Sư rồi đó, đạo tràng Dược Sư 49 ngày đó, thứ sáu này là kết thúc luôn. Dạ. Chúc đại chúng khỏe, ngày mai gặp lại. Pháp môn xin nguyện hồng mà ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.